Ai cũng biết, thay đổi nào rồi cũng có rất nhiều khó khăn và thử thách đi theo. Mà nếu như chúng ta không thay đổi, liệu chúng ta có biết được những thứ mà thực sự mình nên có nhưng mà đã mất đi rồi? Với cách làm việc và hoạt động hoàn toàn mới, hệ thống Binel Salon sẽ đem đến cho bạn thật nhiều sự thay đổi và thành công hơn cho năm nay. Hãy liên hệ với chúng tôi 806-205-5566 ngay hôm nay bạn nhé!